Nên sử dụng hai ngón tay hay là ba ngón tay trong khi yêu đối với một người phụ nữ thì sẽ kích hoạt được những huyệt yêu và làm cho cô ấy đạt được khoái cảm. Có một sự thật, đó là hai ngón tay hay là ba ngón tay không phải là yếu tố quyết định, mà là cái cảm giác của chị em phụ nữ. Một người phụ nữ họ chỉ có thể lên tới nóc đông dương được khi họ thực sự muốn mà thôi. Khi mà tâm lý được thoải mái và cơ thể được thả lỏng, nghĩa là họ sẵn sàng đón nhận cái cuộc yêu đó. Khi mà một người phụ nữ cảm thấy là căng thẳng, khó chịu, thì cái việc mà anh dùng hai ngón hay là ba ngón cũng không có lợi ích gì cả. Vậy nên trước khi mà các anh suy nghĩ đến cái việc nên dùng hai ngón tay hay là ba ngón tay, thì các anh hãy làm cho chị em có một tư tưởng, một tâm lý thật là thoải mái, rộng mở nhất và đón nhận các anh tốt nhất. Thì từ đó thì các anh dùng mấy ngón, chị em cũng sẽ có cảm xúc, cũng sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Sau đó thì các anh làm những cái kỹ thuật xào ngón tay mới đạt được hiệu quả. Còn ngay từ bước đầu đã thất bại thì cái kỹ năng có điêu luyện đến đâu họ cũng sẽ không cảm thấy thích đâu. Các anh hãy lưu ý nhé. Chị em phụ nữ thì cần ấn sâu bao nhiêu thì chị em phụ nữ mới lên tới nóc được? Các anh trai thì luôn luôn mong muốn có được một cái lõi ngô, một cái củ khoai nó dài hết cỡ, nó to, nó mập mạp, nó mũm mĩm, nó khỏe và nó thật sự dài. Làm sao để càng dài càng khỏe, càng vào sâu thì chị em phụ nữ sẽ càng thích đúng không ạ? Thế nhưng mà các anh có biết được là không chỉ cần 2cm thôi là chị em phụ nữ đã có thể lên tới nóc được rồi. 2cm là các anh đã tìm được gọi là cái hạt lạc hay còn gọi là hạt le của chị em phụ nữ. Ở nơi đó nếu như mà được xi, được dây, được gãy thì chị em phụ nữ đã có thể lên tới nóc được từ 1 cho đến 2 lần tùy vào những cái kinh nghiệm móc cua này, kinh nghiệm di dây này, gãy của các anh trai. Vì vậy hội chị em phụ nữ của chúng em á, rất là đơn giản thôi, không cần quá sâu, không cần quá dài, quan trọng là kinh nghiệm và kỹ năng của các anh trai như thế nào để có thể đưa chị em phụ nữ có thể lên tới nóc, ấn sâu nhưng mà lại không biết gì, không biết dây, không biết gãy, không biết gạt cần, không biết gạt số. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thì làm sao mà các anh có thể chạm được các huyệt yêu, những cái nơi á mà chị em phụ nữ thích này, những cái nơi á mà chị em phụ nữ cảm thấy thăng hoa, và những nơi á khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy là rút người lên. Những cái nơi đó thì sẽ giúp cho chị em phụ nữ ra nước, chứa chan và lên tới nóc từ 1 cho đến 2 lần. Do đó chỉ cần 2cm thôi, nhưng mà phải biết gọi là mò đúng điểm, biết kích thích đúng huyệt yêu thì chị em phụ nữ sẽ thích các anh nhá. Nhưng mà nếu như các anh vẫn muốn to dài để gây ấn tượng với chị em, muốn chạm vào điểm A, ở đây cô bé có thể mang lại cho chị em thật nhiều cảm xúc và thăng hoa được nhiều lần, thì hãy dùng ngay cái kẹo đổi gió và cao xỉn số nhà em Phương sẽ giúp thằng em cứng đe cứng đét, to hơn, dài hơn từ 2-3cm, gân guốc hơn, chiến nhiều hiệp mà không mệt. Cảm xúc hiệp 2, hiệp 3 thì y chang như hiệp đầu tiên và khiến cho chị em thăng hoa nhiều lần trong cuộc yêu. Anh em nào muốn đổi gió và muốn chiều người yêu hay vợ của mình thì có thể gọi theo số hotline hoặc nhắn tin cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé. Làm sao để hạ gục nàng ngay trong lần đầu tiên hả Phương? Phụ nữ thì yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt. Và đàn ông thì các anh dễ dàng lên giường với bất kỳ ai khiến cho các anh cứng đe cứng đét. Còn chị em phụ nữ chúng em thì cũng phải lên giường với ai khiến cho chúng em có cảm xúc và quan trọng là phải rỉ nước được. Nếu như mà không có cảm xúc và không rỉ được nước thì các anh làm sao mà mang củ khoai vào lò được đúng không nào? Vì vậy các anh trai muốn là hạ gục các chị em ngay từ lần đầu tiên thì các anh phải gọi là tạo cho nàng một cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc, ấn tượng gọi là cực kỳ hấp dẫn để cho nàng đồng ý lên giường cùng với mình. Một cái lạ thì bằng tạ cái quen. Bây giờ thì khái niệm tình một đêm hay là cái chuyện gặp nhau xong yêu nhau là cái chuyện bình thường đúng không ạ? Mọi người thì cứ bảo là tại sao đàn ông thì lại có cái nhu cầu cao như thế, nhưng nếu như mà không có đàn bà thì làm sao có được của mây mưa? Thì chúng ta không thể đánh đồng được là đàn ông nhu cầu cao hơn đàn bà đúng không? Nam và nữ chúng ta đều có cái nhu cầu yêu, chúng ta đều mong muốn có được những cái cơn gọi là hoan lạc, chúng ta đều mong muốn được cái sự thăng hoa, được happy trong cuộc yêu. Vì vậy gặp nàng muốn cho nàng say mê mình thì các anh cần phải gọi là mạnh mẽ này, cần phải có bản lĩnh phái mạnh. Thứ hai là các anh trai cần phải ga lăng, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết thủ thỉ. Và mình phải có được những cái cử chỉ, bởi vì là phụ nữ họ yêu bằng tai nên mình có những cái cử chỉ hành động và những cái lời nói thì tự dưng là các chị em gục ngã luôn.
Bởi vì sao? Bởi vì nàng đã thích anh rồi. Và tiếp theo nữa nhá, là các anh phải để ý lúc mà mình trò chuyện cùng với nhau thì các anh trai có thể là động chạm tay này, chân vào những cái chỗ mà nhạy cảm để cho nàng cảm thấy là cũng đang thích mình, nàng cũng đang yêu mình, hay là muốn làm cái chuyện đó với mình, hay là muốn happy cùng với mình. Thì các anh trai chỉ cần là thể hiện một chút thôi, người ta gọi là hôn được môi thì sẽ lôi được quần. Nếu như mà các nàng gọi là buông xuôi này, buông lỏng này, để cho các anh làm cái điều đó thì các anh trai đã thành công rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nếu như nàng đã gọi là đồng ý lên giường cùng với các anh nhưng mà các anh lại gọi là không khỏe, không sung thì rất là ngại đấy. Nếu như mà các anh trai muốn gặp nàng mà các anh trai tự tin hơn này, để nàng happy hơn, thì các anh hãy nhớ mang theo một cái viên kẹo đổi gió của bên nhà em Phương để cho nàng có được một cái bữa tiệc tình ái cực kỳ thăng hoa và cho nàng có một đêm mây mưa vô cùng kinh điển nhé. Kẹo đổi gió thì giúp cho thằng em to hơn, dài hơn, đần đẫn hơn, gân guốc hơn, to hơn dài hơn từ 2 đến 3 cm, chiến nhiều hiệp mà không cảm thấy mệt, cảm xúc chiến đấu của hiệp 2, hiệp 3 y chang so với hiệp đầu tiên và khiến cho chị em có thể là lên tới nóc nhiều lần. Anh em nào cần tư vấn chi tiết về kẹo đổi gió để chiều người yêu hay là vợ của mình thì có thể gọi theo số hotline hoặc là inbox cho em Phương để em Phương có thể tư vấn bảo mật nhé. Cô bé của chị em phụ nữ sẽ ra sao khi mà đã lên tới nóc rồi? Nếu mà lên tới nóc, mà lên tới nóc đúng nghĩa ấy thì lúc mà các anh đã đưa vào, rút ra thì cô bé sẽ gọi là phồng phồng, gọi là vẫn cứ căng tròn, co bóp giật giật. Vì sao ạ? Vì lúc đấy là chị em sẽ có cảm giác như là vẫn đang thổn thức. Lúc đấy mà nếu như mà ở phía trên các anh sẽ nhìn thấy phụ nữ kiểu như là nhắm mắt lim dim, đôi môi hờ hững, thì ở bên dưới cũng thế, mặt sao thì ngao vậy. Bởi vì sau khi mà lên được tới nóc rồi thì chị em phụ nữ sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những người thì đờ đẫn, có những người thì mơ màng, và có những người thì lim dim, còn có những người thì gọi là cười này, có những người thì lại gọi là khóc. Mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau. Nhưng nếu mà anh hỏi là nếu mà yêu lâu, yêu nhiều thì cái cô bé của chị em có bị mệt không, thì em cũng xin đại diện cho các chị em phụ nữ trả lời luôn, đó là xin một lần được mệt. Thà là được mệt còn hơn là không mệt một chút nào, không có một cái cảm giác gì cả, quẹt qua, lướt qua đã ra rồi. Và thật sự chị em phụ nữ rất là thích cái cảm giác khi mà các chị em đã ra rồi nhưng mà các anh vẫn gọi là để bên trong, rồi chị em phụ nữ sẽ tự điều khiển, tự co bóp, ôm trọn lấy củ khoai của các anh thật chặt, ôm thật chặt để có cái cảm giác đó là tận hưởng, để được ủ phê. Lúc này ấy, thì các anh trai không cần phải là đưa ra, đưa vào, mà các anh chỉ cần đó là nhẹ nhàng, sau đó là các anh trai sẽ để ở bên trong để cho chị em phụ nữ gọi là ủ phê, vì cái thời gian mà các chị em lên tới nóc nó dài hơn các anh rất nhiều. Bọn em lên tới nóc từ 15 đến 51 giây, nhưng mà riêng em Phương và một số bạn của em ấy thì có thể lên tới nóc đến 1 phút luôn đấy các anh ạ. Nếu như mà các anh trai mà biết cách, biết những cái gọi là nghệ thuật, biết những kỹ năng phòng the để giúp cho chị em phụ nữ gọi là thích hơn, phê hơn, mê hơn khi ở trên giường, thì nhớ là phải ủ phê cho các chị em phụ nữ thật là kỹ nhé. Bởi vì cái con ngao của các chị em, con sò của các chị em phụ nữ, lúc mà làm xong rồi nhưng mà nó vẫn muốn gọi là hoạt động, nó vẫn muốn được gọi là mân mê, vuốt ve và che chở đấy. Đấy là cái trường hợp mà được lên tới nóc. Còn có những trường hợp mà không lên tới nóc được 2-3 phút là các anh đã ra rồi, gọi là mới chỉ bập bập qua hàng nước thôi, các anh đã ra mất tiêu rồi, thì làm sao mà có cái cảm giác gì đúng không nào? Làm sao mà gọi là co bóp giật giật được? Trời ơi, cái lúc đấy gọi là đang tiêu nghỉu, đang ấm ức vì không được mà lên tới nóc đấy các anh ạ. Chưa được gọi là thích thú gì cả. Nếu như mà các anh muốn kéo dài thời gian lâu hơn, khỏe hơn, thì các anh có thể dùng bộ đôi cao xỉn xú và kẹo đổi gió nha, bên em Phương nhé. Cao xỉn xú thì giúp cho các anh có thể kéo dài cuộc yêu theo mong muốn của mình, còn kẹo đổi gió giúp cho thằng em trai gọi là to hơn, dài hơn, đần đẫn hơn, dài hơn, to hơn từ 2 đến 3 cm. Và khi mà các anh chiến hiệp 2, hiệp 3, cái cảm xúc y nguyên so với hiệp đầu tiên, và khiến cho chị em có thể thăng hoa 3-4 lần trong một cuộc yêu. Anh em nào mà cần tư vấn về bộ đôi hoàn hảo cao xỉn xú và kẹo đổi gió bên em Phương thì có thể kết nối ngay với em Phương nhé.